Con nuôi Phi Nhung suy sụp vì không thể sang Mỹ hát tưởng nhớ Phi Nhung, nói một câu về mẹ nuôi đầy xót xa. Mới đây xuất hiện trên livestream của Trung tâm Thúy Nga, ba người con nuôi của Phi Nhung đã có những chia sẻ liên quan đến chương trình hát tưởng nhớ mẹ nuôi. Ngay lập tức, thông tin nhận được sự quan tâm từ phía khán giả theo dõi. Theo Quỳnh Trang chia sẻ, ba chị em đã có mặt tại Hà Nội để phỏng vấn xin visa sang Mỹ theo diện du lịch. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên visa du lịch của cả ba đều bị từ chối. Nhưng vẫn còn một phương án dự phòng nữa, đó là visa theo diện lưu diễn vẫn đang trong thời gian xét duyệt. Ban đầu tụi con nghĩ rằng vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên tụi con sợ hồ sơ, giấy tờ sẽ bị chậm trễ. Các chị em tính với nhau sẽ có phương án dự phòng là xin visa theo diện du lịch. Những lần trước tụi con đi lưu diễn thì đều có mẹ Nhung lo cho tụi con tất cả mọi thứ. Lần này không còn mẹ nữa, tụi con phải tự tìm cách nên có đôi chút bối rối và lo lắng. Các con nuôi Phi Nhung chia sẻ trên livestream. Ngoài ra Quỳnh Trang cho biết thêm, hiện tại cả ba đang đợi visa lưu diễn được duyệt. Nếu như trong trường hợp xấu nhất mà tụi con không được duyệt, tụi con không thể có mặt trong live show, thì ba chị em cũng sẽ có một món quà nhỏ để gửi đến quý vị, ba người con nuôi của Phi Nhung chia sẻ. Đáng chú ý, khi đang chia sẻ về vấn đề visa, Quỳnh Trang cũng đã nhắc đến mẹ nuôi Phi Nhung. Cô cho biết, trước giờ đều có cố ca sĩ lo cho toàn bộ giấy tờ để đi lưu diễn, show trong và ngoài nước. Tuy nhiên hiện giờ mẹ đã không còn, Quỳnh Trang chia sẻ, nên cả hai đều lúng túng trước việc làm thủ tục giấy tờ. Câu nói của Quỳnh Trang như chạm vào trái tim của cả ba chị em cũng như nhiều người hâm mộ của Phi Nhung. Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa thể chấp nhận được sự ra đi đột ngột của cố ca sĩ Phi Nhung theo thời gian qua. Trước đó, về thông tin ba chị em sẽ sang Mỹ lưu diễn nhằm tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung nhận được sự quan tâm của khán giả, nhiều người bất ngờ khi chỉ có Quỳnh Trang, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung được sang Mỹ mà hoàn toàn thiếu vắng bóng dáng của Hồ Văn Cường.